Rồi, rồi này chào mấy bác nha. Trước khi em đi tắm á, thì em lên sóng cho mấy bác một con Hitachi CG33. Và cái con này thì về mọi người nên đi phát mướn đó, bởi vì thứ nhất nó rẻ tiền, cái thứ hai nữa là mạnh và bền, mạnh và được ưu điểm là nó rất là dễ, nhiều thứ nó thao tác rất là sướng, có nghĩa là mình nó không có giặt đấy, mà giá nó hữu nghị. Và đặc biệt là 37 ly, 33cc, 37 ly, 33cc. Và nó ưu điểm một cái nữa là gen to, côn to, bố côn lớn, bi gen to 202, bạc dày 2 ly, chạy 2 bạc. Bạc dày 2 ly, chạy 2 bạc nha. Đây mọi người nghe. Hơi. À. Nó cũ nhưng mà nó ngon. Bao rin đây, coi này. Máy nó vút vút đầu này, tự nó nghiêng luôn này. Thấy không? Đây. Coi này, tự máy nó nghiêng nha. Lên ga là tự nó nghiêng con máy. Này, không có ảnh hưởng gì hết này. Và con này về để mọi người chuyên phát mướn luôn đó. Bởi vì cái tầm này là mọi người đi phát mướn là ớn rồi. Đấy, nói thiệt. Và giá nó rất là hữu nghị, để cho mọi người chỉ cần làm trong 3 ngày hoặc cao lắm chỉ 2 ngày là phải lấy vốn đó. Em dám cam kết mọi người về làm trong 2 ngày lấy vốn. Bởi vì thường á là những cái con bây giờ mọi người tính đi. 1 hecta cỏ là nó nằm khoảng, nếu như khoán là nó nằm khoảng 1 triệu, 1 triệu 8 đi, em cứ cho khoảng khoảng giá đó, em nhớ không nhầm thì khoảng 1 triệu 8 là 1 hect. Thì con này là 1 hectare đó, thì mọi người phát trong 2 ngày là bay một mẫu vô tư luôn. Đó. Là đi phát mướn đó. Là vô tư luôn, chắc chắn luôn là 2 ngày là mọi người đã thừa ra được con máy. Đấy, em bán giá rất là hữu nghị để anh nào cũng có những con máy. Còn đâu về mọi người làm trong 5 2 năm là mọi người đã thừa ra được một số tiền lớn rồi. Đấy, 2 ngày ra lấy vốn rồi. Đấy, mình phải bỏ công mình làm lời. Mình phải bỏ công, bởi vì mọi người thấy em bán hàng em cũng phải bỏ công ra em kiếm lời. Thì những cái con này bên em bán giá gần như không có lời bao nhiêu đâu. Đó, thật sự em cố gắng em bán cho nó ngon lành để những anh thuê phát mướn. Và nhắc đến Hitachi CG33 thì em có một câu chuyện, có một bạn kia. Alo anh ơi, em mà chuyên đi phát mướn thì anh có con nào không? Thì em kêu mua con này đi, rẻ, về 2 ngày lấy vốn đủ điện thoại. Có nghĩa là cảm ơn mình ghê lắm. Rồi mình không nói đến vấn đề cảm ơn nữa, mà bạn đó đang trong cái câu chuyện của bạn đó, ngồi nói chuyện với những người bạn bè kêu tao mua con đó trên mạng. Cái bạn đó không biết gì về chữ, cũng không có tài khoản, không biết gì hết nhá. Kêu tao mua con đó trên mạng, mấy đứa kia nó kêu mày nói láo, bởi vì nó không tin là mua trên mạng mà được một con máy như thế. Đó là em nói thiệt, cái câu chuyện là có thiệt nha. Bạn là Đắk Nông chuyên phát mướn và đã mua bên em con này về xài hơi bị phê luôn, mà con đó em còn chưa xuống sang dưới, con này xuống sang dưới nó còn đẳng cấp hơn nữa. Nên là mọi người yên tâm, bao ngon, em dám khẳng định mọi người về em dám bao ngon nha, bao ngon, ngon cực kỳ luôn nếu như mọi người biết xài. Rồi, thì cái khâu mà quan trọng nhất để mà mọi người đánh giá nó thì đây là con máy rin nha, dơ lắm, dơ bong chóc, nhưng mà em dám cam kết là nó ngon. Đấy, dám cam kết ngon, người ta gọi là ngon bổ rẻ. Máy này dơ. Đấy, không có gì, em cũng cố gắng em rửa đến đây thôi, về mọi người mà muốn sạch hơn thì rửa lại. Đấy, bao máy rin đã, mọi người nhìn đường răng này, rin của nó luôn. Đấy, quan trọng chất máy thôi, mình không quan trọng cái chuyện
cũ mới hay như thế này như thế kia, cái vấn đề đó là vứt qua một bên, quan trọng chất máy ra là chiến. Đấy, ra là chiến thôi. Đấy, không phụ thuộc vào ai cả. Và kể cả những bạn mà đã có máy rồi thì cũng nên mua sắm. Hoặc là những bạn nào mà về không phát thuê phát mướn thì mình cũng nên có một con để mình phát ở bờ rào, bờ rùng hay là cái này cái kia lung tung, nó rất là sướng thôi, để mà mình phục vụ gia đình. Rồi, cái khâu quan trọng nhất là em báo giá đúng không? Bên em 1,5 triệu bao ship tận nhà. Rồi, nói vậy đi cho nhanh. Bán cho nhanh chóng. Đấy, mọi người coi được ủng hộ. Và em nhắc nốt giá đó là không kèm một cái gì hết. Đó, có nghĩa là y gì vậy em gửi đến nhà, bao ship tận nhà. Có thêm một cộng dây đeo một là xong nha. Không có phiền hà anh ơi hay như này như kia. Cái giá đó là bên em nói để em bán hàng. Nên mọi người thông cảm. Em cũng muốn bán cho mọi người những con máy ngon, bổ rẻ để mà xài. Thì mọi người phải hiểu, con máy đó, cái giá trị của nó vậy là đúng là mình chơi thôi. Chứ không phải là cái vấn đề ở đắt hay rẻ. Và em cam kết nếu như mọi người mua những con này thì về là chỉ đi lượm tiền. Cam kết vậy luôn, khỏi cần nói gì nhiều. Anh ơi gì hết á. Về là đi lượm lúa thôi. Không phải alo anh ơi như thế này như thế kia. Nên mọi người yên tâm. Rồi, ok nha.